Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong cái video clip của ngày hôm nay thì em lại lên sóng để giới thiệu với các bác những cái cặp loa hiện có tại shop Kiên Trung Audio. Và trước tiên, các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trước mắt các bác, một sản phẩm đầu tiên là sản phẩm của hãng Pioneer, có model là Pioneer S170 25A. Cặp loa này thì có chiều cao 57, chiều rộng 32 và chiều sâu 31 cm, được sở hữu là một cái bát 25 màng carbon, một con trung 12 cũng màng carbon và một con chép điện cao cấp của hãng Pioneer. Loa thì có lỗ thở đằng trước và tinh chỉnh ở mặt trước cho hai giải mid và giải chép. Cặp loa này thì về trong tình trạng thì riêng nguyên bản và đẹp xuất sắc, chỉ có mỗi thay gân thôi ạ. Với cái chất âm của cái 170 hai la mã thì đây là một cái cặp loa nghe rất là hay luôn, nghe đa thể loại nhạc các bác nhé. Các bác nhìn thấy tất cả cái gông kiềng của cái cặp loa này còn sáng loáng như mới luôn. Em khẳng định đây là những cặp loa mà rất hiếm và thỉnh thoảng mới có thôi. Tất cả những cái cặp loa này thì về thì bên em đã tuyển chọn rất là kỹ và hiện tại bên em đang giao lưu với các bác với cái giá là 9,5 triệu đồng cho cặp loa Pioneer S170 25A, còn đẹp xuất sắc trên 90%. Tiếp theo, sản phẩm số 2 là sản phẩm của hãng Chio, có cái model là Chio LS202. Đây cũng là một cái cặp loa mà có chất âm rất là hay, được mệnh danh là JBL của nước Nhật. Chio thì có chiều cao thì cũng khoảng trên 60 cm, chiều rộng là khoảng độ 32-33 cm và chiều sâu là 34. Loa thì cũng có lỗ thở đằng trước, cũng gồm một cái bát 25 kiềng xứng đúc, màng giấy và gân vải xếp, một con trung 12 và một con chép giấy. Loa thì được bố trí là lỗ thở ở phía trước và hai tinh chỉnh trên mặt thùng. Thùng thì cũng thùng xi gỗ lạng, rất là đẹp các bác nhé. Góc cạnh là vuông vắn, không bể lở, ê căng thì còn đủ. Và con này thì có công suất là 100W, trở kháng là 8 ohm. Đây là một cái dòng loa mà nghe bolero rất là tuyệt vời luôn. Giá hiện tại thì shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá là 5,8 triệu đồng. Một cặp loa các bác nhìn đấy, rất là đẹp luôn. Từ hậu cho đến nóc thùng và cho cạnh thùng còn rất là đẹp luôn. Giá 5,8 triệu đồng cho cặp loa Chio LS 202, một cặp loa mà thực sự là đáng chơi. Tiếp theo là cặp loa số 3 là cặp loa của hãng Pioneer, có cái model là Pioneer CS616. Em này thì quá thân thuộc với các bác rồi. Một cái bát 30 màng giấy, gân vải xếp, cường xứng đúc, một con trung giấy 10-14 và một con chép giấy, cũng lỗ thở đằng trước và thùng xi gỗ lạ. Cặp này thì nghe bolero thì tuyệt vời luôn. Bát 30 các bác nhá, tất cả cái gông kiềng của nó còn tuyệt vời luôn. Hiện tại thì shop em đang giao lưu với cặp loa Pioneer CS616 liên cái bản tuyệt đối này với giá là 13,5 triệu đồng. Các bác nhé, 13,5 triệu đồng cho một cặp loa 616 đẹp xuất sắc. Và con này thì công suất là 100W, là trở kháng là 6,3 ohm. Một cặp loa mà có tất cả cái gông kiềng của nó còn sáng quắc không rôm gì. 616 giá 13,5 triệu đồng, chỉ có tại Kiên Trung Audio. Một cặp loa rất đẹp các bác nhé, zin tuyệt đối, từ lưới vải và các tuyến loa. Sản phẩm thứ tư, một cái sản phẩm của cũng của Pioneer, em nó có tên là S180D. Em này thì bát 32 màng carbon và xương kiềng xứng đúc, một con trung 12 màng carbon và một con chép điện cao cấp. Loa thùng xi vân gỗ cực nặng luôn. Con này thì có cái giải trầm tuyệt vời luôn. Về trong tình trạng linh nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Em này thì có chiều cao là 68, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 35 cm. Em này thì có công suất là 200W, trở kháng là 6,3 ohm. Chế đa thủy đại nhạc, hiện tại shop Kiên Trung đang giao lưu với cặp loa này với các bác với cái giá chỉ có 14,5 triệu đồng thôi. 14,5 triệu đồng cho cặp Pioneer S180D. Tiếp theo là sản phẩm thứ 5, có cái model là Pioneer CSR70.
Đợt vừa rồi thì shop em cũng về được gần 20 cặp loa này, thì hiện tại thì bên em bán rất nhanh, chỉ còn có 3-4 cặp thôi. Pioneer CSR70 thì gồm một cái bát 30, màng giấy, màng FB, gân cao su non, một con trung kèn và một con chép kèn thùng gỗ lạ các bác nhé. Lỗ thở được thiết kế ở phía trước, loa có chiều cao thì khoảng 67cm, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 32. Loa thì có công suất là 75W một chiếc, chơi nhạc bolero và đặc biệt là chơi những cái bản âm thanh hòa tấu thì cực kỳ hay luôn, tiếng bass mềm sâu luôn và cực kỳ là dễ phối ghép. Loa về thì thùng gỗ lạng và trong tình trạng duy nguyên bản và đẹp xuất sắc các bác nhé. Hiện tại shop Kiên Trung thì đang giao lưu với các bác với cặp loa Pioneer CSR70 này với cái giá 10,5 triệu đồng các bác nhé. 10,5 triệu đồng cho cặp loa Pioneer CSR70. Tiếp theo, cặp loa Pioneer SI7. Đây là một trong những cặp loa quốc dân của hãng Pioneer. Có phân khúc bình dân dưới 10 triệu đồng nhưng mà chất âm cực kỳ hay luôn. Pioneer SI7 thì có chiều cao 80, chiều rộng là 36, chiều sâu là 32cm. Loa thì có công suất là 150W một chiếc, trở kháng 6,3 ohm. Sở hữu gồm một cái bát 25, màng giấy và gân mút đã được thay, một con trung và một con chép điện cao cấp của hãng Pioneer. Loa có lỗ thở, thùng thì thùng si hơi si bóng các bác nhá, thùng si vân gỗ bóng. Và hiện tại thì cặp loa này thì là một trong những cặp loa mà nghe bolero theo em đánh giá là hay nhất trong phân khúc dưới 10 triệu. Và đây là cặp loa mà cực kỳ dễ phối ghép, các bác có thể phối ghép với những cái cặp âm ly như là Pioneer SA 7800 trơn, 7800 2 la mã, thậm chí là 7900 giá chỉ vài triệu thôi thì cũng nghe rất là hay thôi. Cặp loa Pioneer SI7 hiện tại shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác giá cũng rất là bình ổn luôn, giá chỉ có 7,8 triệu đồng cho cặp loa này. Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm của hãng Pioneer, cặp loa Pioneer S1800DV. Đây là một cái phiên bản cuối cùng của cái dãy series loa 180. Đặc biệt cái dòng 1800DV thì nó sở hữu là hai cái côn kép cho cái giải bass cực kỳ là mềm, uy lực. Củ loa thì các bác nhìn thấy đấy, rất là đẹp luôn và cực kỳ gấu luôn. Loa bình thường các cái loa khác thì chỉ có hai cái râu thôi, nhưng riêng cái cặp loa bát của cái cặp 1800DV là có 4 cái râu, nghĩa là nó có hai cái lần côn kép và tăng cái độ tiếng bát lên là cực kỳ là uy lực luôn. Loa thì bát 32 màng carbon các bác nhá, một con trung là 14 cũng là trung carbon và một con chép điện cao cấp của hãng Pioneer. Lỗ thở thì được thiết kế ở phía trước. Loa thì màu si vân gỗ màu đen, zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Cặp loa này thì có công suất là 200W, trở kháng là 6,3 ohm và đánh đa thể loại nhạc và cũng rất là dễ đánh luôn. Với những con âm ly của Sansui Pioneer là các bác hoàn toàn có thể đánh được cái cặp loa này, mặc dù nó đề công suất là 200W nhưng đấy là công suất chịu đựng của nó và thực sự là tiếng của nó là rất là uy lực. Hiện tại shop Kiên Trung đang giao lưu cặp loa 1800DV cũng chỉ có giá là 14,5 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cho bác cặp loa này. Và một sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay đến từ hãng Diatone, có cái model là Diatone 97C. Cặp loa này có chiều cao là 95cm, chiều rộng là 41 và chiều sâu là 38cm. Loa thì gồm một cái bát 32cm màng carbon tổ ong, gân zin luôn các bác nhé. Một con trung là 16cm và một con chép 12cm. Diatone DS97C toàn thân là một cái màu gỗ nâu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Lỗ thở được thiết kế ở phía trước. Loa thì về còn thì zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Các góc cạnh thùng vách của nó cực kỳ là đẹp luôn. Căng lưới đầy đủ, ê căng không có rách, không có móp. Cặp loa này thì có công suất là 230W một chiếc, trở kháng là 6 ohm, cho ra tiếng bass cực kỳ uy lực. Các bác có thể vừa nghe nhạc, vừa trưng bày và vừa hát karaoke cho cặp loa
Diatol DS97C, một siêu phẩm của hãng Diatol. Một cặp loa thì về trong tình trạng là cực kỳ là đẹp mắt các bác nhé. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với qua Kiên Trung để có thể biết rõ thêm về cái cặp Diatol DS97C. Hiện tại shop Kiên Trung đang giao lưu cái cặp loa này với cái giá là 16 triệu đồng. 16 triệu đồng cho cặp loa Diatol DS97C. Một cặp loa thì phải nói là vừa nghe vừa hát vừa trưng bày, thật là tuyệt vời. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Video của ngày hôm nay thì cho phép em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.